Và chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà đất Ba Hưng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu phẩm góc hai mặt tiền đường tại trục đường Phan Huy Hích thuộc phường 15 quận Tân Bình nhá. Một khu nhà đồng bộ 200 căn và căn nhà mình là căn nhà xuất sắc đẹp nhất khu nhà này. Với diện tích ngang 5 sâu 18m, một căn nhà góc hai mặt tiền đường có thang máy và xây dựng trệt lửng 4 lầu. Có tới 6 phòng ngủ, 1 phòng xông hơi massage và 8 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Căn nhà mình hướng cửa chính là hướng Bắc và hướng cửa bên hông là hướng Đông Bắc nha quý vị. Anh chị nào nói chung là Đông và Tây Tứ Trạch đều hợp hết nha quý vị. Nó cũng lệch lệch một chút. Hướng cửa chính là hướng Bắc, hơi lệch một Tây Bắc nha quý vị. Một căn siêu phẩm nhà góc hai mặt tiền, vị trí rất đẹp, rất đẳng cấp. Đường trước nhà thì rộng tới tầm 8-10m, 10m, xe hơi đậu trước cửa và nằm trong khu nhà đồng bộ, khu quy hoạch xây mới, khu phân lô đồng xây đồng bộ lên tới cả 200 căn, đã bán được khoảng tầm 50 căn về ở hết rồi. Và khu này thì còn lại một số căn đang xây dựng thôi, đã xây xong hết rồi này. Đường bên hông trước nhà thì cũng tầm 10m, có vỉa hè, đèn đường, điện âm, đường thông kinh doanh buôn bán là văn phòng công ty. Con đường rất rộng, rất là đẹp nha anh chị. Khu nhà cực kỳ đẳng cấp, căn góc siêu phẩm luôn. Đông Tây Tứ Trạch đều hợp hết. Sát với trục đường Phan X, cách đường Phan X phía ngoài này có tầm 20 bước chân thôi. Tầm 20m gì đấy. Chúng ta cùng xem ở góc máy 0.5 cho rộng và đẹp hơn nha quý vị. Khu nhà này, con căn nhà mình thì nhà góc không có đâm đường nha. Căn siêu phẩm nhà góc, vị trí ngay tại khu vực vị trí đẹp nhất ở khu này. Có vỉa hè và cây xanh, đèn đường. Khu nhà mình thì căn này là căn nhà đầu đường và đẹp nhất trong các căn nhà ở đây. Vị trí đẹp nhất, nhà cũng được xem là căn nhà góc đẹp nhất. Phải nói là bây giờ Gò Vấp rất là hiếm nhà góc nha. Vị trí góc hai mặt tiền đường Gò Vấp và Tân Bình rất là hiếm nhà góc như này. Đẹp xuất sắc luôn nha quý vị. Căn nhà nằm trên trục đường Phan X, phường 15 quận Tân Bình, sát bên với quận Gò Vấp. Và phải nói là xe hơi đậu trước cửa. Bên hông này thì không có nhà đối diện, chỉ có một dãy thôi. Phía trong thì đang rất nhiều nhà bán nha. Với giá ở đây là từ 8 tỷ tới những căn nhà trên chục tỷ nha. Căn nhà góc nhà mình thì phải kêu cao nhất khu rồi. Đây, xe hơi thì chúng ta chạy phà phà ra luôn. Trong này toàn bộ là xe mẹt, rất là nhiều xe mẹt nha anh chị. Khu nhà giàu, vị trí vô cùng đẹp. Đấy, chúng ta ngắm nhìn ở cái góc hai mặt tiền đường này, rất đẹp, rất đẳng cấp. Và bên hông thì sẽ có vị trí này thì có thể kinh doanh spa online, mỹ phẩm, bán hàng được hoặc là làm văn phòng công ty. Bên hông chúng ta sẽ có vỉa hè tầm 2m và có cửa bên hông nhá. Xây dựng thì rất là đẹp rồi. Thì quan trọng là anh chị nào có thích hay không thôi. Đây, chỉ có một bộ cổng, cổng vòm, cổng quay tròn nhá. Vì do nhà góc bị cắt góc nên là chủ nhà thiết kế cái bộ cổng quay tròn rất là đẹp. Mặt tiền chính này, nhà mình thì xây cao lầu hơn mấy căn bên cạnh, xây cao hơn một lầu. Căn bên cạnh này thì xây trệt lửng 3 lầu này, giá thì cũng trên 10 tỷ nhá. Nhà mình thì trệt lửng 4 lầu. Và chúng ta sẽ có khoảng sân. Phía trong này là khu vực gara. Gara thì sẽ được ốp sàn gạch 1m260 để thoải mái xe 7 chỗ bán tải ở đây nha. Tường thì được ốp gạch lên tường rất là sạch sẽ luôn. Căn nhà thiết kế cực kỳ đẹp với diện tích khủng, ngang 5 sâu 18m. Chỉ có hai mặt tiền vô cùng là đẳng cấp luôn. Ở đây thì chúng ta có cửa bên hông và có cửa cuốn cũng như là có thang máy ở đây. Cầu thang thì ốp đá trắng, rộng tầm 90, có thang máy nha anh chị. Phòng khách phía trong này thì được tặng lại sofa, tivi 65 inch,
Trên thì sử dụng đèn chùm, thạch cao và dán giấy ấn tường. Căn siêu phẩm năm cuối năm 2022. Này thì giá còn thương lượng mạnh thì chú đang giao là 16 tỷ 700 triệu đồng. Vẫn còn thương lượng mạnh nha. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng để được đi xem và sở hữu ngay căn nhà siêu phẩm này. Căn nhà góc mà lại nằm trong khu phân lô xây đồng bộ. Đường rộng, toàn bộ là đường 10m. Và khu nhà lên tới cả 200 căn. Vị trí góc này thì đẹp nhất, duy nhất chỉ có mình căn này thôi. Cả khu có mỗi căn này là căn góc đẹp thôi nha quý vị. Nên là anh chị nào thích kết thì chúng ta hãy đến xem và trả giá thoải mái nha. Giá thì vẫn còn thương lượng mạnh. Và chúng ta cùng em di chuyển vào khu vực phía bên trong. Di chuyển lên tầng lửng nha. Nhà sẽ có 5 lầu. Nếu tính cả lửng là 5 lầu. Thang máy thì di chuyển tới nóc luôn. 450kg 6 người đi. Thang máy nhập khẩu nha anh chị. Căn nhà siêu phẩm rất đẹp, rất đẳng cấp. Vị trí góc hai mặt tiền có 102 tại Gò Vấp nha quý vị. Ở đây thì sẽ được làm phòng bếp ở trên lửng này, thiết kế mẫu lửng ngược và có ban công ra ngoài cũng như là cửa sổ bên hông dày đặc luôn. Căn nhà này thì phải nói là rất là thoáng nha. Có luôn tặng lại hết nội thất trong nhà lên tới cả tỷ đồng. Tủ lạnh hai ngăn aqua, bộ tủ bếp của Văn Cường, Axelix và chúng ta có bàn ăn, đèn chùm, toilet ở lửng luôn. Phía ngoài này thì ban công ở lửng đúc tới 2,5m nha. 2,5m 3m chúng ta thoải mái ra ngoài này ngồi uống cà phê vui chơi giải trí. Hoặc là chúng ta ăn cơm ngoài này cũng được. Đấy, khu nhà thì đồng bộ rất là đẹp luôn. Xây đồng bộ san sát nhau lên hết rồi và toàn bộ là nhà hiện đại. Căn góc này phải nói đẹp nhất khu này nha. Đây và chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực lầu 1. Trên này là khu vực lầu 1 nha. Lầu 1 thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và được bố trí giường 2m kèm với nệm, tủ quần áo, kệ tivi. Bên công thì sẽ có bên hông thì sẽ có ban công. Chúng ta có thể ra được thoải mái nha anh chị. Vị trí nhà góc rất đẹp. Đấy, nội thất của Văn Cường hết luôn. Gạch thì ốp gạch chéo, gạch giả gỗ. Và ban công nhà này đúc tới 1,5m nha. Cửa nhôm xi pha, cửa lùa, lan can sử dụng là inox. Một căn siêu phẩm nhà góc với diện tích ngang 5 sâu 18m. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng để được đi xem. Đây là khu vực vệ sinh, có bồn tắm nằm, vòi sen thuyền, gạch ốp cao lên đụng trần. Bên này là phòng số 2. Lầu 1, lầu 2 thì thiết kế giống nhau nha. Phải nói là nhà Gò Vấp đang dần hoàn thiện đến cái độ đẹp. Hoàn thiện đến độ đẹp gần như là tuyệt đối rồi. Thì anh chị nào quan tâm, chúng ta cũng muốn mua ta đi xem. Quan trọng là cái giá là thôi. Vì nhà Gò Vấp thì bây giờ thiết kế rất là đẹp, rất là hợp với phong thủy. Bên hông thì có ban công này, có trồng cây ra bên hông, trồng phát tài núi rất là nhiều. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với lầu 2. Lầu 2, lầu 1 thì làm giống nhau. Anh chị xem thì hãy nhớ like, bấm like, ủng hộ em và chia sẻ video nhé. Giờ thì bất động sản cũng đang hơi đứng lại một chút. Thì anh chị nào mua bây giờ thì chúng ta sẽ có giá tốt hơn so với qua năm. Qua năm thì vẫn sao nó hồi phục thì giá thì sẽ thương lượng được ít hơn. Nói chung là ít hơn. Cái dạo đứng này thì dễ thương lượng hơn nha. Ít khách, chúng ta dễ vào đạp giá hơn nha. Trên này thì cũng được làm giống y thôi. Đấy, cũng có nhà vệ sinh,
phía sau. Ngang 5 thì phòng rất rộng, thang máy đầy đủ hết luôn. Lên trên này là lầu 3. Hướng nhà là hướng Bắc nha. Bắc hơi lệch sang Tây Bắc một chút. Và hướng bên hông là hướng Đông Bắc nha anh chị. Đông và Tây tứ trạch đều được. Thế này chúng ta sẽ có cái phòng ngủ số 5 này. Phòng số 5 này thì chủ nhà chưa có làm giường tủ, đang để làm khu vực phòng khách, phòng karaoke. Thì chúng ta tùy vào gia đình mình muốn sở hữu, muốn làm phòng gì thì chủ nhà sẽ trang trí nha. Đấy, mua những căn nhà nhiều tiền như này thì chủ nhà sẽ làm thêm cho nhà mình rất là nhiều và có giá thương lượng tốt. 16 tỷ 700, vẫn còn thương lượng mạnh. Đây, anh chị nào có nhu cầu mua nhà góc hãy gọi ngay về tới bên em. Đây là phòng tắm, phòng xông hơi, massage. Ở đây thì có cửa sổ bên hông, có khu vực làm cái phòng xông hơi khô bằng gỗ thông. Và tường thì ốp gạch sạch sẽ nhá. Dưới cũng được ốp cái gạch đá rất đẹp luôn. Đấy. Anh chị nào muốn mua hoặc là muốn xây những cái mẫu này, alo ngay về tới bên em để được tư vấn và thiết kế thi công nhá. Đấy, có bồn tắm luôn. Cửa sổ bên hông rất đẹp. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng thờ, sân thượng trước sau. Đây là phòng thờ của nhà mình. Phòng thờ thì khá là rộng rãi rồi. Có kệ thờ luôn, đầy đủ hết rồi. Và phía ngoài này là khoảng sân thượng cho chúng ta trồng cây. Đây thì chủ nhà có trồng rất là nhiều cây cối cũng như là cây lá vối. Rất là nhiều cây cối đầy đủ hết rồi nha. Hoa hồng cũng như là các loại cây đã được trồng hết rồi, chỉ chờ ngày anh chị dọn về ở thôi. Khá là nhiều tiền cây. Nhà cũng làm khá là đẹp. Giá cao là phải thôi. Nhà rất đẹp và thiết kế cao cấp như này. Có cầu thang sắt cho chúng ta di chuyển lên trên nóc. Trên nóc thì đã có sẵn máy nước nóng năng lượng mặt trời và bình nước nóng 1000 lít rồi nha. Đấy, và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.